Xin chào tất cả các bạn. Thị trường crypto nói riêng và ngành công nghiệp blockchain nói chung của chúng ta đang trải qua những bước phát triển và thay đổi mang tính có thể nói là đột phá trong hành trình tiến đến mass adoption. Rất là nhiều những cái dự án mới mang tính cách mạng ra đời, nhiều dự án tiềm năng với số vốn kêu gọi cực khủng lên đến hàng trăm triệu đô, hứa hẹn mang đến những cái làn gió mới và cùng với đó là những cái dòng vốn khổng lồ chảy từ cái thị trường tài chính truyền thống thông qua những cái quỹ đầu tư ETF. Rõ ràng có thể thấy là chúng ta đang đứng trước những cái cơ hội lớn để trở thành một trong những bước phát triển lịch sử của thị trường crypto. Thế nhưng vẫn còn ở đó những cái vấn đề nan giải cần phải giải quyết nhanh chóng nếu chúng ta muốn thực hiện cái sự tiến tới mass adoption này càng nhanh càng tốt. Bạn đã bây giờ gặp phải cái sự khó khăn khi mà chuyển tiền qua lại những cái blockchain, rồi trở thành ngỡ người khi mà nhận thấy là số dư hoặc là thậm chí là cái tiền của bạn bị mất. Bạn đã bao giờ bị hụt hơi và không theo kịp tốc độ ra mắt của những cái mạng lưới blockchain mới, những cái layer 2 mới, những cái layer 1 mới. Và đây chính là thực trạng chung của ngành công nghiệp blockchain ở thời điểm hiện tại. Có quá nhiều blockchain mới cũng như là có quá nhiều hệ sinh thái, có quá nhiều DApp khác nhau khiến cho thanh khoản chung của thị trường trở nên bị phân mảnh nặng nề và thiếu sự liên kết chặt chẽ. Nhu cầu đối với những cái bridge cũng như là giải pháp giúp kết nối các blockchain một cách liền mạch luôn luôn là vô cùng cần thiết, dù ở bất kỳ một cái giai đoạn phát triển nào. Ok, ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về Hyperbridge, một giao thức giúp kết nối các blockchain một cách đầy tiềm năng, vừa kêu gọi vốn thành công ở đây không lâu. Hãy tìm hiểu xem là Hyperbridge có những cái đặc điểm gì nổi bật cũng như là cái tiềm năng phát triển của nó trong tương lai như thế nào nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, trước khi đi sâu hơn để tìm hiểu dự án, để cùng mình nhìn lại cái bối cảnh hiện tại cũng như là cái bối cảnh ra đời của Hyperbridge là như thế nào nhé. Thì đầu tiên, ở thời điểm hiện tại, việc đảm bảo sự giao tiếp, tương tác của blockchain có thể diễn ra một cách an toàn và hiệu quả thì đều cần cái việc là xác thực những cái yếu tố như là cái sự đồng thuận này, cái state proof của blockchain này hoặc là cái state transaction. Thì tuy nhiên thì những cái quy trình xác thực này thường là quá tốn kém để thực hiện một cách trực tiếp trên on-chain. Và cái sự hạn chế này đã dẫn đến là việc là các mạng lưới phải chuyển qua sử dụng những cái cơ chế như là multi-sign để xác thực. Nhưng mà thực tế lại cho thấy là cái việc sử dụng cái cơ chế multi-sign đã khiến cho những cái dự án trở thành mục tiêu béo bở của những cái hacker. Theo một số những cái dữ liệu đến từ DeFi Llama thì những cái cuộc tấn công và những cái breach đã gây thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đô cho cả người dùng là bên phía dự án. Vậy thì có thể thấy là rõ ràng đã đến lúc là chúng ta cần những cái giải pháp cross-chain breach với mức độ bảo mật cao hơn, an toàn hơn nếu muốn thu hút hàng tỷ người dùng truyền thống ngoài kia đến với thị trường crypto. Và với tầm nhìn cốt lõi là tập trung vào việc phát triển khả năng tương tác một cách an toàn và bảo mật giữa những cái blockchain khác nhau. Qua nhiều năm nỗ lực không ngừng nhằm hiện thực hóa cái tầm nhìn đó, thì đội ngũ của Polkadot đã mang đến những cái giải pháp mới đầy tiềm năng. Và Hyperbridge là viết tắt của từ Hyper Scalable Bridge, là một trong những cái dự án đầy tiềm năng đó. Dự án được xây dựng nhằm mở rộng cái khả năng tương tác trên các những cái blockchain khác nhau dựa trên cái sự đồng thuận cũng như là state proof. Ok, vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về những cái đặc điểm của Hyperbridge nhé. Hyperbridge là một cái giải pháp interoperability, tức là một cái giải pháp được xây dựng nhằm giải quyết những cái vấn đề tương tác những cái blockchain. Chúng thường được biết đến với những cái tên như là cross-chain bridge này, vân vân, kiểu như vậy. Dự án được xây dựng dựa trên mô hình co-processor, tức là chúng cho phép truyền tải thông điệp và dữ liệu giữa những cái blockchain một cách an toàn và bảo mật với tốc độ xử lý cao. Điều này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của thuật toán đồng thuận và bằng chứng lưu trữ để đảm bảo là cái tính chính xác của những cái giao dịch được thực hiện bên ngoài chuỗi, tức là được thực hiện off-chain á, trước khi chúng được đưa lên chuỗi, tức là trước khi chúng được đưa lên on-chain. Và đồng thời thì Hyperbridge cũng là một parachain trong hệ sinh thái của Polkadot. Điều này giúp chúng là củng cố cái sự tích hợp sâu sắc và cam kết tận dụng được cái thế mạnh độc đáo của Polkadot. Dưới đây là một số những cái đặc điểm nổi bật của Hyperbridge. Thứ nhất, như mình đã đề cập, đó chính là mô hình co-processor. Thì Hyperbridge sẽ không thực hiện là gọi là trực tiếp các quá trình gọi là xác minh trên chuỗi, tức là xác minh on-chain, mà thay vào đó để tiết kiệm một cách chi phí ấy, thì những cái tác vụ tính toán mà nặng thì sẽ được xử lý một cách off-chain trước khi gửi kết quả đó về lại blockchain kèm theo một số những cái bằng chứng để đảm bảo cái tính chính xác của những cái bằng chứng đó. Điều này mang đến cái sự hiệu quả, đó chính là nó giúp duy trì cái tốc độ nhanh của blockchain và chi phí giao dịch thấp dành cho phía người dùng bằng cách tránh cái việc thực hiện những cái bài toán nặng trên on-chain. Còn về mặt bảo mật á, thì những cái bằng chứng thì sẽ được mã hóa và gửi ngược về lại blockchain để xác thực, để nhằm đảm bảo là những cái phép tính ngoài chuỗi là đáng tin cậy.
đồng thời về khả năng mở rộng. Thì cái mô hình này sẽ cho phép là blockchain tương tác với những blockchain khác một cách trơn tru mà không bị chậm lại hoặc là không bị tính chi phí quá cao. Đặc điểm nổi bật thứ hai là proof aggregation. Thay vì xử lý từng những cái bằng chứng riêng lẻ cho mỗi một blockchain khác nhau, thì Hyperbridge sẽ có khả năng gọi là tổng hợp tất cả những cái trạng thái đã được hoàn tất từ nhiều blockchain thành một cái bằng chứng duy nhất. Thì điều này sẽ giúp tối ưu hóa cái việc gọi là truyền tải thông tin và giảm tải cho hệ thống chung. Cơ chế này sẽ tăng cường cái khả năng mở rộng trong hệ sinh thái của Hyperbridge bằng cách gọi là giảm tải tính toán trên những cái blockchain và giảm thiểu số lượng những cái bằng chứng mà cần xác thực. Đồng thời nó giúp tăng cái sự hiệu quả bằng cách là tăng tốc những cái việc thực hiện xác thực cái giao dịch cũng như là truyền đạt dữ liệu qua những cái blockchain khác nhau bằng cách đơn giản hóa cái quy trình xác thực. Đồng thời về mặt bảo mật thì nó cũng sẽ duy trì cái tiêu chuẩn bảo mật cao chung, bởi vì là những cái bằng chứng mà được tổng hợp lại từ những cái bằng chứng riêng lẻ thì sẽ có cái độ bảo mật và đáng tin cậy y chang nhau. Một cái đặc điểm thứ ba của hệ sinh thái Hyperbridge đó chính là cái sự decentralized và permissionless relayer. Đây là một cái hệ thống relayer của Hyperbridge hoạt động mà không cần đến sự phê duyệt hoặc là staking trước. Người dùng chỉ cần trả một cái chi phí để những cái relayer thực hiện cái việc là chuyển giao thông điệp những cái blockchain khác nhau. Điều này sẽ giúp nâng cao cái tính bảo mật chung của toàn hệ thống bằng cách là không dựa vào bất kỳ một cái trung gian nào cả, thì Hyperbridge sẽ giảm thiểu cái nguy cơ bị tấn công hoặc là nguy cơ bị kiểm duyệt. Mạng lưới vẫn sẽ mạnh mẽ ngay cả khi là có một số những cái thành phần gọi là chuyển tiếp không thành công, hoặc là những có một số những cái hành động không trung thực hoặc là gây cố tình gây thiệt hại cho mạng lưới. Đồng thời người dùng sẽ không cần phải tin tưởng bất kỳ một cái bên trung gian nào. Toàn bộ hệ thống của Hyperbridge sẽ dựa vào cái bằng chứng vàng vã và cái cơ chế đồng thuận để đảm bảo rằng là những cái thông điệp mà truyền qua những cái blockchain khác nhau là chính xác và an toàn. Đồng thời, với cái sự hợp tác của nhiều bên tham gia thì Hyperbridge có thể xử lý cái khối lượng giao dịch lớn giữa những cái blockchain khác nhau, giữa nhiều những blockchain khác nhau một cách hiệu quả mà không bị tắc nghẽn. Một cái đặc điểm nổi bật khác của Hyperbridge đó là cái tính năng full node security. Thì Hyperbridge sẽ cung cấp cái mức bảo mật tương đương với việc chạy một full node. Tức là nó có thể gọi là thực hiện lại những cái block, tức là re-execute các block từ những cái blockchain khác để xác nhận cái tính hợp lệ của những cái dữ liệu giao dịch đó, giúp đảm bảo cái mức độ an toàn tối đa dành cho các ứng dụng mà chạy trên cái hệ thống của Hyperbridge. Điều này sẽ giúp tăng cái độ tin cậy và tính bảo mật một cách tối đa bằng cách là xác minh đầy đủ mọi giao dịch và mọi cái trạng thái từ những cái blockchain khác nhau được kết nối với hệ sinh thái của Hyperbridge. Nó sẽ cung cấp cái mức độ bảo mật cao nhất có thể, tương tự như khi chạy một cái full node trên cái blockchain đó. Đồng thời thì cơ chế này cũng sẽ giúp bảo vệ người dùng cũng như là bảo vệ cái hệ thống chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài bằng cách là tăng cường cái khả năng phát hiện cũng như là giảm thiểu những cái hành vi độc hại, đảm bảo cái việc gọi là tương tác giữa các blockchain khác nhau một cách an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. Một đặc điểm nổi bật không thể thiếu của Hyperbridge đó chính là crypto economic security. Hyperbridge sẽ có một cái quá trình xác minh, xác thực những cái giao dịch được hỗ trợ bởi việc staking, giúp giảm thiểu nguy cơ tấn công bởi những cái hành vi gọi là cố tình gây hại cho mạng lưới hoặc là những hành vi không hợp lệ. Hyperbridge không chỉ đơn giản là một cái cầu nối, một cái bridge thông thường, mà nó còn là cái sự kết hợp công nghệ Zero Knowledge Proof tiên tiến cùng với những cái giao thức cơ học để cung cấp cái giải pháp truy vấn, lưu trữ và truyền đạt cross-chain một cách an toàn nhất hiện nay. Không chỉ sử dụng cái mô hình cầu nối là point-to-point như những cái dự án khác, Hyperbridge giới thiệu một cái mô hình trung tâm có thể mở rộng cái khả năng tương tác và có thể xác minh trên tất cả những cái blockchain khác nhau. Và bảo mật chính là cốt lõi của thiết kế của Hyperbridge. Với những cái cuộc audit được thực hiện bởi những cái đội ngũ uy tín của Polkadot, bằng cách hợp nhất nhiều những cái kết nối thành một cái mạng lưới thống nhất và đáng tin cậy, thì Hyperbridge sẽ hướng đến cái mục tiêu là trở thành một cái đơn vị dẫn đầu về cái khả năng tương tác và giao tiếp giữa những cái blockchain khác nhau. Vào ngày 11 tháng 9 vừa qua thì đội ngũ phát triển của Hyperbridge đã thông báo về cái việc gọi là hoàn thành một cái vòng gọi vốn với sự góp mặt của Web3 Foundation cũng như là Stitcher Digital dẫn đầu vòng seed round với số tiền lên đến 2,5 triệu đô. Hyperbridge cũng là cái khoản tài trợ đầu tiên của Web3 Foundation. Điều này cho thấy là những cái venture capital đánh giá cái dự án đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Polkadot nói riêng cũng như là ngành công nghiệp blockchain đang phát triển rất là nhanh chóng nói chung. Hyperbridge sẽ là một cái đại diện cho sự phát triển tiếp theo trong cái khả năng tương tác cross-chain một cách an toàn nhằm giải quyết những cái lỗ hổng bảo mật quan trọng của những cái cầu nối truyền thống mà đang diễn ra. Điều này sẽ thiết lập nên một cái tiêu chuẩn mới cho cái khả năng tương tác có thể xác minh và không thể ngăn cản. Hyperbridge sẽ là bước tiến đáng kể với tương lai cross-chain và là sẽ là đại diện tiêu chuẩn cao nhất về cái khả năng mở rộng và đổi mới. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích
thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên luôn nhấn chuông thông báo để luôn nhận được cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coi68 TV tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.